Xin chào mọi người. Tối nay mình giới thiệu đến mọi người cái con laptop Dell Latitude 7400 nha mọi người. Đây là cái vỏ được phủ carbon ha. Nếu mà mình cảm thấy 15.6 to quá mà 13.3 thì mọi người thấy nhỏ, thì cái size 14 inch 7400 này rất là ok luôn, bởi vì là nó 14 inch nhưng mà cái size nó nhỏ giống như là cái bọn 13.3 hoặc là 12.5 inch thôi mọi người. Cái size rất là gọn luôn, 14 inch mà size rất gọn, bởi vì viền nó full. Nó như thế nào từ từ mọi người tìm hiểu cùng mình ha. Mấy hôm nay thì Tết dương lịch nghỉ, tối nay view lại mọi người, ngày mai ai xem ưng ý cái gì thì báo mình ha. Bắt đầu gửi hàng từ ngày mai nha mọi người. Những cái đơn mà mọi người ngày hôm nay mà có chuyển khoản cho mình á là ngày mai mình đều gửi hết, nên mọi người yên tâm. Bây giờ cái vỏ này á, thì mình thấy là nếu mà nhìn như vậy cũng tương đối sạch sẽ, có một cái vết trầy ở đây nè, đây, và khi mà mình nhìn nghiêng thì có một cái vết xước lông mèo rất là nhẹ thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng gì nhiều. Mình quay rất là rõ nha mọi người, quay rất là kỹ mọi người xem, không, hoàn toàn không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Ở đây thì tí thì tia, quay là gọi là cái hướng xấu nhất của nó, chứ còn mà nếu mà nhìn trực diện thì nó như thế này nè mọi người, hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Bây giờ vô trong nha, trước khi vô bên trong thì mình quay ở bên ngoài bên này cái đã. Đây là ngõ sạc nha, còn đây có tai si thấm sấm sét nè mọi người, HDMI, USB. Bên này là có ngõ USB nè, ngõ SD, rồi tai nghe. Máy đang hết pin cho nên mình sạc pin cho nó thôi mọi người, chứ không phải là pin rất là ok, không có vấn đề gì hết nha. Ở bên trong mọi người 14 inch full viền rất là đẹp, cái size 7400 nhìn nó rất là đẹp nha mọi người. Đeo. Và đặc biệt nữa là khi mà nhìn vô đây là mọi người thấy là phím quốc tế, zin phím quốc tế từ Nhật về luôn. Thường thường 7400 nó hay được phím quốc tế lắm mọi người. Và bình thường á, thì trên thị trường á, có rất là nhiều cái dòng mà phím quốc tế như thế này, nhưng mà để mà zin từ Nhật đem về rất là ít nha mọi người. Giống như mình đây, mình cũng cố tình mình mua phím quốc tế mà phải zin từ bên Nhật về á, thì là rất là khó luôn. Cho nên là thỉnh thoảng được một số máy á, là như vậy nè. Về và mọi người khi mà mọi người sờ phím, mọi người nhấn phím hay là mọi mọi cái luôn á, là nó rất là khác. Với lại có nghĩa là Nhật theo tiêu chuẩn Nhật quốc tế rất là đã luôn mọi người, êm mềm xịn, đã lắm, cực kỳ đã luôn ha. Đây là zin từ Nhật về, nó rất là ít được cái phím quốc tế như thế này ha, sản xuất tại Japan, máy là chất lượng lắm luôn. Và phím thì nó có bóng thực sự rất là nhẹ, cũng không hề ảnh hưởng gì nhiều luôn, có thể là nói là nó cũng tương đối đẹp. Đó, đương nhiên máy cũ đã qua sử dụng thì không thể nào như mới được, như vậy là ok. Góc cạnh là đẹp, có cái chỗ này là nó hơi mòn nè mọi người, bàn rê chuột nó hơi mòn một chút xíu nha, quay rất là rõ cho mọi người xem đó, nó hơi mòn tí chỗ đó đó, còn lại là trên này là ok. Góc cạnh là đẹp nha, i7V Pro Gen 8, webcam rồi đầy đủ hết mà mọi người nhìn size nhỏ cho nên nhìn cái máy rất là sang, nhìn nó to nữa, tại 14 inch mà. Dell Latitude 7400 i7 8665 nha mọi người, 8665. Đó, 8 CPU, RAM 16 GB, SSD là 512. Thì cái này là đúng một cái bản rất là tiêu chuẩn luôn, có nghĩa là văn phòng là vô cùng thoải mái, ngay cả sinh viên rồi là mình vẫn sử dụng máy ok, giáo viên rồi kế toán mọi thứ là đều ok hết, trừ khi mình là cần làm những cái gì mà liên quan tới đồ họa rồi vậy đó thì mình mới cần máy mà lớn khủng, chứ còn cấu hình này là quá thoải mái cho dân văn phòng. 1920 x 1080 ha. Máy là hoạt động hoàn hảo, mình đang sạc pin cho nó thôi. Pin này thì trên 3 giờ nha mọi người, có LED phím nè và bản quốc tế. Để chỗ này nhược điểm thì chỗ này hơi mòn một tí, và thêm một cái nữa nó cũng rất là nhẹ thôi, không hề ảnh hưởng gì nhiều. Với là trên màn hình đó là mình soi là rất là đẹp luôn, chỉ có tí thì tí chỗ này mà mọi người khó để ý là ở dưới cái phía góc này nè. Nó hơi tối màu một tí. Cái này là mình bảo hành cho mọi người 1 tháng, có thể là để lâu dài là nó sẽ hết luôn, còn không á thì nó vậy thôi, mình sử dụng thôi, không hề ảnh hưởng gì tới laptop hết nha mọi người. Tí chỗ này nè, có tối gì xíu này đó, còn lại là ok hết, mọi người yên tâm. Chỉ có vậy thôi mọi người. Cái này thì là gọi cũng gọi là đóm, cái này là nó không phải xuất phát từ cái màn hình, có thể là do quá trình vận chuyển hay gì tì đè thôi, không vấn đề gì hết, và nó rất là khó thấy, còn lại là không có lỗi lầm nha mọi người. Chỉ vậy thôi, và mình báo giá mọi người con 7400 này là 8 triệu, mọi thứ là ok hết. Cái dòng mà phủ carbon mà zin từ Nhật như thế này á, thì nó cũng rất là đẹp, nhìn cái laptop của mình nó cũng rất là ngầu luôn á. Rồi ai chốt thì inbox mình 8 triệu cho con Dell Latitude 7400. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình.
341, máy mình luôn luôn bao dinh mọi người ha, máy là bao dinh 100%, không có sửa chữa gì hết. Mọi người thấy đó, nó xấu thì mình sẽ chỉ rõ cái chỗ xấu nó ra, nó lỗi mình sẽ chỉ rõ chỗ lỗi đó ra, cho nên là mọi người yên tâm, có sao là sẽ báo rõ ràng như vậy. Và trước giờ thì nếu mọi người xem kênh của mình thì cũng đều biết là nhà mình có sao là vậy, không bao giờ mà bán cái chuyện mà sửa chữa hay gì hết, nên mọi người yên tâm về chất lượng nha.